nước tăng lực Rock Energy Tasty, vị xoài xanh muối ớt, ngon bùng vị, thỏa chí khám phá. Chơi là chạy, đặt là bay trên Traveloka. Lần nói ra là những cái phát ngôn mà đi vào lòng đất luôn. Thật ra mọi người không biết rồi. Biết sao mặt nó dài không hả? Chào quá, vậy gì? Có biết sao mặt nó dài không? Sao? Bạn tôi nói Liên Bình Phát nói chuyện vui lắm. Ekip đưa. Vui lắm anh ơi, lòng em rộn ràng như mùa xuân, quê hương tôi vui chạy hồi. Qua câu chuyện khác đi ạ. Cách cái miếng ra giờ. Mọi người, em biết ở đây là chơi gì rồi. Mình sẽ được phát mọi người một cái khăn. Làm gì ạ? Lau kiếm. Lau kiếm. Lau kiếm. Để thực hiện được nhiệm vụ này, các bạn cần phải có sự tinh ý và trí nhớ tốt. Tinh túy của trí nhớ tốt. Tinh túy của trí nhớ tốt. Mọi thứ em có lăn ngập rồi. Tinh ý. Tinh ý. Chứ tinh túy là gì? Đúng, tinh ý, trí nhớ tốt. Đánh nhạc rồi mình còn biết nữa. Bây giờ tự nhận xét về mình thì cho phép Phát đổi thế ngồi xíu. Ok. Thật ra Phát tự thấy là cái miếng hề của Phát, nó là một cái miếng hề sẽ phát huy được tối đa cái hiệu quả khi mà có sự tương tác của các thành viên khác. Cho nên là Phát nghĩ Phát luôn trong một cái mối tương quan thống nhất với một team thì nó luôn luôn phát huy được tối đa cái hiệu quả. Mọi người hay nói là Phát nhạc, nhưng mà cá nhân Rick thấy Phát không có nhạc. Chẳng qua là cái cách của Phát như vậy, nếu mọi người đi với Phát thì sẽ thấy là Phát rất là nice và cậu ấy có những cái vùng đất nhiễm mặn riêng của cậu ấy. Quan trọng là chúng ta phải nhìn được. Hồi nãy giờ chưa có tấm hình được của Vinh luôn á trời. À em có chưa có. Mọi người không có cái khoảnh khắc nào để cho mọi người cảm thấy nhớ hay sao vậy? Đây. Đây. Đúng là có đậm đà luôn. Trời, cái mặt y chang nãy luôn á, cái mặt ảnh vừa mới quay qua nói một câu là tôi không có khoảnh khắc gì. Y chang vậy luôn á. Cái bộ đồ này thiệt em buồn quá. Sao vậy? Anh mặc vô dễ thương quá trời. Nó làm em nhớ cái lúc mà ở dưới cái sình á, anh mặc bộ đồ y chang. Đúng sai anh luôn á. Trường Giang thắng. Trường Giang thắng. Đây là một trong rất ít hình nha mà chúng tôi ban tổ chức lấy ra từ nhiều số, còn rất nhiều quý vị. Đặc biệt là cái ngoại truyện quý vị xem cũng có nhiều hình ảnh cũng vui, hài hước lắm. Thưa quý vị, một câu mà hay nói với các em là khi Trường Giang qua Hàn Quốc, mỗi ngày không có dưới 2 người phụ nữ leo lên giường của tôi. Nhớ không? Trời, trên sóng truyền hình mà anh nói vậy rồi vợ anh ghen sao? Đâu, nói là mọi người hiểu mà. Tức là lúc mà qua ghi hình á là đây, cái giường của tôi là những người phụ nữ này và những người phụ nữ đứng sau ống kính nữa quý vị. Bài quần áo rồi lên các kiểu rồi áo này sao, áo này sao. Tôi không còn một nơi riêng tư nữa. Nhưng mà ai đang nghĩ qua? Tôi đó. Thì đó. Thì đó. Anh còn nói, anh còn than gì nữa. Em với Lan Ngọc với Huy đang đi shopping, anh nói là anh buồn quá, anh đòi tụi em về ngay lập tức là ai? Nhưng mà cái phòng nhỏ xíu vậy mà nguyên đặt khủng khiếp à. Mình ăn là cũng lo lắm. Ăn rồi nấu thì rồi. Có nghĩa là tính ra là cái đợt đi Hàn Quốc, cái phòng của anh nó cũng góp phần vào một cái phần kỷ niệm của cái team đó anh. Trời ơi, Phát nói chuyện quá sâu sắc. Cái phòng của anh nó cũng góp phần vào một cái phần kỷ niệm của cái team đó anh. Mong là những kỷ niệm nó không lặp lại nữa. Ủa? Nhưng mà phải nói là vui ha. Vui tới mức mà ăn mì gói mọi người. Ăn uống chung với nhau. Rồi. Sau đó thì bước kêu đồ ăn về ha. Sau đó mới có lúc trước ăn mì gói nhiều. Nhưng mà khô bò với khô gà ngon à. Cảm ơn anh Giang. Tôm ngon à. Không lẽ kể người đàn ông ăn hết đồ ăn của tôi là hai người đàn ông ngồi kế bên nhau. Ok. Ủa, món gì ạ? Dạ, tỉnh táo đi ạ. Khô gà khô bò hả nè. Vâng ạ. Nhưng mà anh có nhớ là lúc đó là anh đưa đàn, hai đứa ăn đi nhỉ? Đúng rồi, nếp lại ăn á. Anh bên đó là nhiều ăn đi trời. Anh con tôm này anh ngâm nè, gì nắng nó ngon lắm. Thế là đợt này đi anh có mang theo đồ ăn gì không? Không thấy nghe nói gì đâu. Mình chia sớt đồ ăn giúp. Anh còn một số tép mỡ mà mình chưa có. Mọi người có ăn được không ạ? Chứ em quá mệt mỏi rồi ạ. Có những buổi mà không có anh đúng không? Rất là nhiều buổi không có anh. Tự nhiên nói làm xót xa.
Thì hiện tại mọi người rất là thân nhau, rất là gần gũi nhau, nhưng mà mọi người hay nói sao không thấy Trường Giang đi chơi chung, đi ăn chung, đi uống chung. Em còn vợ còn con, khúc nào rảnh là em phải gọi điện nói chuyện với vợ con, rồi em còn công việc, em còn nhà hàng, em còn quán cơm, rồi em còn mấy cái công việc khác. Rồi em phải lo kịch bản, chương trình này, chương trình kia, rồi công việc của em, kịch bản của em riêng em nữa. Cho nên khi nào mà có thời gian rảnh là em phải nhà và em làm những việc đó. Sau khi đã xong Running Man thì em sẽ có một thời gian ở mỗi cuối ngày em làm công việc của em. Cho nên là các em đi chơi có gọi chứ, gọi ăn rồi rủ rồi chụp hình đồ ăn nó ghẹo mình là tại sao em ăn ngon vậy, bạn không có mặt anh leo rồi mình cũng nói ừ thôi mấy đứa ăn đi, anh ăn ở cái phòng rồi anh phải có việc, thì tụi em nó cũng biết mà, biết hết chứ không lẽ bây giờ không có tôi đi không cho tụi nó chụp hình đăng lên mạng, trời nó vẫn chụp hình, nó vẫn bình thường, anh em vẫn bình thường. Mà Trường Giang không có nói với mấy em nữa, trời người ta nói gì kệ anh đi, mấy em nó sợ anh Giang buồn thôi, nó không có gì cả. Cho nên anh em nghệ sĩ được cái là hiểu nhau. Không, thực ra là khi mà mọi người tính nghe ra lúc đó thì như có người thì thích ở nhà ngủ tiếp, còn có người như anh Giang còn phải gọi điện thoại về cho vợ, phải khai báo với vợ là mọi đang làm cái gì. Nhưng mà mấy đứa trẻ như là... Mấy đứa trẻ? Em xin lỗi. Thật sự là đứa trẻ mọi người thấy tụi em dài chưa với lại, thôi. Dạ, với lại 4 tháng ở nhà. Không, đúng thiệt, đó là đúng rồi. Lâu lắm cơ hội được đi shopping đó. Mà thêm đứa em của mình rủ mình đi chỉnh tóc nữa, cái tự nhiên có cái đầu mới. Đó là một thất bại. Nhưng mà nhờ cái đó em muốn là phải ra được chụp hình, chứ lỡ tốn 7 triệu rồi mà không có đi chụp hình thì uổng. Nên rủ rồi phải đi. Chỉ có một đứa em tôi đó là Liên Bỉnh Phát quý vị. Ngủ từ sáng cho tới sáng hôm sau vẫn chưa thấy mặt đâu. Hay quá ha. Không, anh thấy kể vụ Phát này mắc cười, nhớ là vụ mà đi xuống đi về Việt Nam á, xong mà tự đi về luôn á. Kính thưa quý vị thân mến, chúng tôi là những anh em thân thiết, đi có đoàn về có hội. Đúng. Thì khi chúng tôi xuống sân bay Đà Nẵng, sân bay quốc tế, chúng tôi phải về một nơi thuộc thành phố Tam Kỳ. Chúng tôi sẽ ở đó đúng ngày đúng giờ thì mới được về lại thành phố Hồ Chí Minh. Thì hàng loạt chiếc xe đứng chờ sẵn, không chỉ riêng chúng tôi 50 xe mà là nguyên cả chiếc máy bay 350 người. Phát lấy được cái vali của Phát thôi mà. Trong khi cái vali đằng sau là của em. Phát bỏ mặt, Phát đi ra trước nha Ngọc. Ủa, quan Phát còn... Cứ ngồi đó đi, ra trước nha. Ngồi đi một lèo xong rồi nhắn tin. Nhắn tin là Phát lên xe rồi, Phát đi rồi. Phát đi là chiếc xe thứ hai, thứ ba, mà mình đi chiếc xe cuối cùng. Mưu sự tại nhân mà tin chưa là Titan, là quẹo ra ngoài cổng sân bay. Là từ đó mà về tới cái chỗ mình cách ly là gần tiếng hồ, bởi vì đâu được đi nhanh, phải đi vậy. Thì Phát cứ nghĩ là lên xong là về. Đâu có được mọi người, vừa quẹo ra là bắt đầu bộ phận làm việc người ta bắt đứng đó đợi, rồi đợi mười mấy chiếc này ra xếp thành một hàng rồi mới đi. Cuối cùng ngồi xe nóng hổi 2 tiếng hồ. Nhưng mà có một cái nữa là cái xe mà Phát lên nhầm á, toàn là phụ nữ với trẻ em thôi. Cho nên là mặc dù là ngồi cuối ghế nhưng mà khóc inh ỏi, tiếng khóc bắt đầu mà ngồi kế bên muốn dỗ giùm cái chị đó luôn. Muốn dỗ giùm chị đó luôn hả? Bé nó khóc hoài. Đó là xong rồi về đó cũng đâu được vô liền đâu mọi người. Tết lại xong chờ đợi. Lại phải ngồi chờ bởi vì phải đi cùng đoàn, người ta mới dắt đi vô trong resort. Cái này là biện hộ nha, Phát biện hộ là khi mà Phát về đó là bên nhân viên khách sạn có đưa cái thẻ cho Phát, nói này anh về phòng nghỉ trước đi. Lúc đó Phát không thấy nấy rồi, tôi đi chung với đồng đội của tôi, tôi đã phạm sai lầm một lần, tôi quyết định không để xảy ra lần nữa. Quyết định phạm sai lầm cả đời, tôi sẽ ngồi đây đợi mặc dù trời có mưa. Mà mưa thiệt, mưa thiệt. Em ngồi đợi mọi người mà đất đói bụng. Milagu cùng Z yêu đời không cần đợi. Điện thoại Vivo V23e selfie tự nhiên, tự tin nét riêng. Cùng nhau chạy. Cùng nhau nỗ lực. Cùng nhau chinh phục thử thách. Cùng nhau tạo nên những điều phi thường. Tất cả làm gắn kết thêm tình anh em Running Man Việt Nam, dù đó là trong cuộc đua hay ngoài đời sống. Trải qua nhiều cuộc đua căng thẳng,
Cuộc đua bắt đầu. Dẫu có nguồn lực, sức mạnh hay tinh ranh, dẫu có hạnh phúc trong chiến thắng hay chán nản trong thất bại, chỉ chấn thương kiệt sức là điều không thể tránh khỏi. Nhiều vô số kẻ luôn á. Tôi nghĩ là nặng nhất là cái tay thôi. Jun sẽ bị chật ở đây này. Do mình đấu, mình xé bằng tên, bị chắc cũng khoảng tháng. Rồi cái chân cũng bị chật sơ mi. Cái chiều cao lúc đó mình nhớ là khoảng tầm 2.5 feet. Thì mình nhảy ra mình dán một cái là mình rớt luôn. Tại vì ở dưới thì mình cũng thấy đã được cover rồi. Nhưng mà thật sự là khi mà cái thân mình nó 80 mấy ký, mình rớt xuống một cái là mình tắt đèn luôn. Tắt đèn luôn. Có những lúc phải máu bởi vì nó vô có tình huống rồi, còn có những lúc mình thấy thì mình cũng phải né. Trường Giang có dí chắc mà chạy trong cái phòng gì đó. Stop. Né mà dí nữa thì chắc sẽ té, và đứng lên té lần nữa là sẽ nó là đập đầu vào vách, thì rồi cháu nó bị chấn thương sao đi hát. Nó có nhiều cái mình nghĩ đi cũng phải nghĩ lại. Nhưng các thành viên Running Man Việt Nam chưa từng bỏ cuộc, tất cả đều nỗ lực hết mình vì khán giả đang chờ đợi. Cái phần ngay cái cổ này nó hơi kiểu bị ngạt ngạt chút xíu, nhưng mà cũng không sao, cũng không tới nỗi nào, bây giờ vẫn chiến đấu bình thường. Nhiều khi trong chương trình thì Ngân hay nói vui là mấy anh không xem Ngân là con gái. Thì là lúc đó tại vì đau mình giỡn, mình cũng hay trêu mấy anh thôi chứ cũng không phải là ý gì. Đối với Ngân thì tham gia mình dám chơi thì dám chịu thôi. Kiểu giống như là có đau thiệt á, có chảy máu, có sưng, có thậm chí là về cứ phải thoa thuốc rượu liên tục mà thoa cả người luôn á. Mặc dù chấn thương của Rick chưa có lành hẳn nhưng mà mình tới ở đây mọi người đều hết mình và mọi người cũng đều muốn mang cái tiếng cười cho khán giả, thì Rick cũng muốn làm điều đó với tất cả mọi người để cho họ thấy được cái tinh thần của Running Man. Đối với con trai thì cũng không sao, về sức sức dầu gió hay là cái gì thì cũng tháng hết, uống thuốc cho nó tan. Cảm thấy rất là vui vì mình được gặp gỡ các anh chị, được vui chơi, được làm việc. Với lại những cái chấn thương nó không có là gì hết á so với cái tình yêu khán giả đã đem đến cho Thúy Ngân. Cái điều này là những cái điều thật lòng mà Ngân nghĩ đến. Từ những ngày chưa lên sóng, chương trình và các thành viên luôn là những đề tài nóng được cập nhật liên tục. Đền đáp lại sự nỗ lực hết mình chính là những thành tích bùng nổ. Tất cả 10 tập phát sóng đều lọt top trending. Gần 1,6 tỷ lượt hiển thị trên YouTube và Facebook. Hơn 1.500 bài báo viết về chương trình. Tới thời điểm này, ai nói Trường Giang chơi dở, chấp dở. Ai nói Trường Giang có nét riêng, cảm ơn. Ai nói Trường Giang già chạy nổi, đồng ý. Cũng có người chê, cũng có người khen. Rồi cũng có người nói là Trường Giang không bằng Trấn Thành. Thì bây giờ em nói luôn cái việc này. Em với Thành ngày xưa giờ là luôn bị so sánh. Luôn luôn trong bất kỳ chương trình nào cũng so sánh Trường Giang và Trấn Thành. Quý vị ơi, mỗi người một kiểu. Thành là sức mạnh, Thành là lăn lộn, còn em là yếu. Em là chơi các em rồi nó chọt cái này chọt kia cho nó vui. Mà thực ra Thành là một người rất là thông minh. Thông minh về MC, thông minh về diễn hài và thông minh về điện ảnh nữa. Cho nên là em thì còn lâu mới bằng Trấn Thành. Cho nên mọi người đừng so sánh nữa. Em là học rất nhiều về cái mảng mà MC trên chương trình từ Trấn Thành. Quý vị nếu mà xem á, những chương trình gần đây của em á, quý vị sẽ thấy là em nói tròn vành hơn, rõ chữ hơn. Và cái sự nhấn nhá và cái nhìn thẳng ánh mắt của khán giả xem đài nó nhiều hơn. Đó là em học từ Trấn Thành. Cái điều quan trọng nhất Running Man mang lại đó là điều tích cực. Khoảng thời gian trước đó Vinh là người tiêu cực. Vinh là người luôn nghĩ mọi chuyện nó bi quan. Và mình đang cố gắng tìm một cái gì đó để mình thoát ra. Mình nhận ra mình tiêu cực nhưng mà mình không có, nó không có dễ các bạn ạ.
Nhưng mà khi mình đến với Running Man, khi mà mình được bung tỏa hết năng lượng mình ra và mình được vui thật sự, nó khác biệt lắm. Hình như là mọi người đang thấy được một cái góc nhìn khác, cái con người khác của Vinh trong đó. Và Vinh vui khi mà mọi người yêu mến, sự yêu mến đó nó thay đổi bi quan của mình trong nghề nghiệp. Và Vinh cũng hy vọng khi các bạn xem Running Man, các bạn cũng được lan tỏa cái năng lượng kiểu vậy. Một cái điều mà Phát cảm thấy là mình xúc động đó là cái sự gọi là nhiệt tình, cái sự cố gắng hết mình, cái sự mà khi mà mình nhìn vào một cái khung cảnh đó, dàn cast đi là những anh em diễn viên đi quay, khi mà người ta thấy là ô đứng ngoài nắng cực quá đúng không, người ta chỉ thấy trên hình là như vậy thôi, nhưng mà phía đằng sau hậu trường, ở phía đằng sau ống kính đó, thì thấy là tất cả những cái thành viên khác trong ekip, từng bộ phận họ phải chạy cực lực gấp mấy lần những người diễn viên. Thì khi mà mình nhìn vào một cái bức tranh tổng thể, mình thấy tất cả mọi người cùng chung tay với nhau, ai cũng chạy hết, chạy bằng mọi cách, chạy bằng cái cách của cái từng cái vị trí vai trò của từng người để mà cùng làm nên một cái tác phẩm. Thì đó là cái điều mà Phát cảm thấy xúc động khi mà tham gia chương trình này. Buồn nhất chắc có lẽ cho đến bây giờ là sắp kết thúc mùa thứ hai. Bởi vì nói thì nói chứ mấy anh em cứ một tháng lại quay lại với nhau, rồi lại trò chuyện, rồi lại chơi game cùng với nhau. Rồi có những cái lúc mà mệt quá không chịu được nổi nữa, ra ngồi than khóc với nhau. Tự nhiên mình nghĩ là phải tới năm nữa thì mình mới bắt đầu quay trở lại cái chương trình này. Còn điều vui nhất chắc có lẽ là mình lại có thêm những người bạn mới. Những cái được của Jun là, thứ nhất là cái việc danh Thỏ Trắng đã đem đến cho Jun rất là nhiều sự yêu mến của khán giả. Cái thứ hai là Jun biết trân trọng sức khỏe của mình rất là nhiều. Và mình yếu nên kỳ này mình khỏe lên là cũng do cái sự mà mọi người nói là tại vì mình yếu quá. Nên thật ra mùa 2 mình mạnh lên là cũng một phần do Running Man đã giúp mình càng ngày càng cố gắng. Thì qua Running Man thì Huy cảm thấy là một cái điều mà Huy quý nhất và thích nhất luôn, đó chính là mình biết trân trọng sức khỏe của mình và mình cố gắng vì nó. Thì trước giờ thì Huy thường là đi làm việc thì Huy hay bỏ bê sức khỏe lắm. Nhưng mà khi từ lúc mình là làm thành viên của Team Running Man Việt Nam á, thì Huy cảm thấy là mình phải buộc lòng mình phải chú trọng vào sức khỏe. Và điều này nó mang đến cho mình rất nhiều lợi ích sau này. Nên vì thế là cái điều mà Huy quý nhất từ Running Man mang lại là truyền đạt cho mọi người cái thói quen tập luyện thể thao. Mình cũng ở cái độ tuổi nó cũng cứng cứng rồi, các bạn cũng biết. Nhưng mà các bạn thấy đó, Vinh vẫn duy trì được cái sức khỏe của Vinh. Và Vinh tập luyện hàng ngày để muốn là mình mạnh hơn nữa. Tại vì biết đâu được chương trình sẽ mời ai đó rất mạnh, giống như bác Kim chẳng hạn, các bạn thấy không? Đó, mình có ngày mình sẽ gặp cái người như vậy, mình vẫn nghĩ là mình sẽ thua cái người đó, nhưng mà no. Nếu mà các bạn tin vào cái điều các bạn muốn làm được, các bạn sẽ làm được. Đừng có nghĩ là mình đã già rồi hay là mình sẽ không làm được, cứ làm đi, cứ tập luyện, cố gắng sẽ làm được. Quý vị thân mến, như vậy là chúng tôi đã có một hành trình 2/3 rồi, 10 tập đã trôi qua và anh em cũng cố hết sức mình để lan tỏa một cái thông điệp là chúng ta luôn phải sống khỏe mạnh, luôn làm những điều tích cực, luôn cố gắng mỗi ngày để mang tới nhiều cái niềm vui hơn trong cuộc sống. Anh muốn gửi đến mọi người một thông điệp là đã quyết tâm thì phải chiến đấu hết sức, chắc chắn sẽ đạt được. Phát chỉ muốn gửi đến quý vị một điều, đó là cuộc sống còn rất nhiều thứ lo toan, hãy giải trí và vui hết mình những lúc mà có thể. Ngọc thì chỉ mong muốn là tất cả mọi người sẽ cảm thấy thật là thoải mái khi thấy chương trình Running Man Việt Nam quay trở lại. Các anh em đã cố gắng hết sức mình.
và hy vọng là các anh em mình sẽ gắn kết với nhau, tạo ra nhiều tiếng cười cho mọi người. Tụi em sẽ cố gắng nhiều hơn. Chỉ mong là quý vị sẽ luôn yêu thương chương trình Rain Man, để không phải là chỉ mùa 2 mà sẽ có nhiều cơ hội để tiếp tục những mùa khác nữa. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Chúng tôi hứa sẽ làm tốt hết sức những gì mà chúng tôi đã làm và sắp làm. Hy vọng tất cả khán giả sẽ trải nghiệm Rain Man Việt Nam một cách thoải mái, nhiều niềm vui, và lúc đầu sẽ ngóng chờ mỗi tối chủ nhật để xem Rain Man Việt Nam. Mong quý vị luôn ủng hộ chương trình của chúng tôi Rain Man Việt Nam mùa 2 này. Hứa là những tập sắp tới chúng tôi sẽ tốt hơn mỗi ngày và sẽ làm nhiều hơn những gì chúng tôi có thể để gửi tặng cho quý vị. Mong quý vị có cuộc sống bình yên và hạnh phúc. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Hãy nhớ tập 12 chúng tôi sẽ ghi hình tại Phú Quốc vô cùng đẹp và vô cùng hoành tráng. Chạy đi chưa nghĩ suy, vắng sức mạnh bay chi. Chạy đi lo lắng gì, thư thái vượt qua tất thi. Chạy đi cố lên nào, giành lấy chiến thắng cuối cùng. Bên nhau ta chinh phục thế giới, dù bao nhọc nhằn ta vẫn mỉm cười. Chinh phục thế giới, dù bao nhọc nhằn ta vẫn mỉm cười. Bạn có đồng ý du hành vượt thời gian cùng chúng tôi hay không? Đi thôi, chuyến này là nó dữ nhiều. Sao mà thấy run run sợ sợ sao vậy ta? Đẩy ra, đẩy ra. Bắn lên. Anh Giang ơi, anh Giang ơi. Chuẩn. Thắng đi anh, dứt điểm cho em. Hai cho đội em đi anh Vinh. Anh đi chung nhau không được. Đang tiến gần lắm, ngồi xuống. Ngồi xuống, ngồi xuống. Kê. Go, John. Đây. Còn Vinh, thử anh Vinh luôn.